Chúa nơi người chị em. Vĩ đại thay phán quyết của Ngài, thật khó mà giải thích. Thế nên hết những ai không có người chỉ bảo đều lầm lạc mà thôi. Từ năm 2005 đến năm 2009, nhiệm kỳ thứ hai của chị Maria Teresa Nguyễn Thị Diệu Cảnh làm tổng phụ trách, ban điều hành có sự thay đổi. Chị Maria Marta Trần Thị Khoa làm phó tổng phụ trách, chị Maria Agnes Nguyễn Thị Lợi, chị Maria Marta Lê Thị Lệ, chị Maria Cecilia Lê Thị Bình và chị Maria Marta Nguyễn Thị Ngọc làm cố vấn. Hai chị Xô và chị Lanh làm tổng thư ký và tổng quản lý như cũ. Đặc biệt, trong năm đầu của nhiệm kỳ này, Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể đã phê chuẩn cho chị em dự thử hiến chương mà cha Phêrô Đặng Xuân Thành đã giúp hội dòng viết lại trong thời gian 5 năm. Chị em thân mến, như sách Khôn Ngoan đã nói, việc Chúa làm thật khó giải thích. Chúa đặt để và ban ơn cho ai thì người đó có khả năng giúp chúng ta biết thánh ý Ngài. Vì thế, chị em nào được Chúa đặt để trong chức vụ thì dù chúng ta không ưa thích cũng nên tôn trọng, tích cực cộng tác và sẵn sàng vâng phục điều hợp ý Chúa và luật dòng. Chúng ta quyết tâm sống khiêm tốn, vâng phục và tích cực cộng tác trong tinh thần hiệp nhất xây dựng, giúp hội dòng ngày một thăng tiến hơn. Lạy Chúa, con biết những chị có chức vụ cũng là những con người nhiều khuyết điểm và yếu đuối như chúng con. Nhưng con tin rằng một khi trong chức vụ, Chúa đều ban ơn đủ cho quý chị. Xin cho chúng con sẵn lòng vâng phục, tôn trọng, lắng nghe và tích cực cộng tác trong tình huynh đệ cộng đoàn, để từ đó chúng con giúp nhau nên thánh ngày một hơn. Amen. Hành trình đời con ngập tràn con đường đầy bão tố, lẻ loi cô bé nhân chim mọi lối đi. Xin giữ gìn con qua mọi gian nan cuộc đời, lòng mãi hăng say luôn nhiệt huyết mang Chúa cho. Trong đời